Huyện Phù Cử hiện còn tồn tại nhiều công trình vi phạm hành lang đê sông Luộc, trong đó có những vi phạm từ hơn 20 năm nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Hiện nay, huyện Phù Cử còn gần 100 hộ vi phạm xây dựng công trình nhà ở, nhà tạm trên phần diện tích hành lang đê sông Luộc, tập trung ở hai xã Tống Chân và Nguyên Hòa. Đáng chú ý, có hơn 10 hộ xây dựng công trình ngay sát trên đê. Phần lớn các vi phạm kéo dài từ năm 1997 đến năm 2018. Có hai trường hợp vi phạm mới từ năm 2018 là hộ ông Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Văn Hùng ở thôn An Cầu, xã Tống Chân. Được biết, huyện Phù Cử đã lập hồ sơ biên bản làm việc với các hộ vi phạm, yêu cầu tự giác giải tỏa các vi phạm, nhưng đến nay các hộ đều chưa chấp hành. Trên địa bàn huyện, hiện cũng có 3 bến bãi chứa chất và kinh doanh vật liệu xây dựng đang hoạt động, trong đó chỉ có 2 bến bãi được cấp giấy phép hoạt động.